Hello em, lại là Hoàng đây. Hôm nọ thì mình có lướt trên Shopee và mình có thấy ở đây bán một cái mẫu tai nghe AirPods Pro Fake siêu rẻ, chỉ có 160 mấy nghìn thôi. Thế là mình thấy kiểu, uầy, 160 mấy nghìn thì liệu nó có thể làm được cái gì? Và mình đã đặt nó về. Và đây, chiếc tai nghe nó đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đập hộp cái chiếc tai nghe AirPods Pro Fake 1.1 mà giá có khoảng 160 nghìn này ra và nghịch ngợm để xem là với cái giá như vậy thì chiếc tai nghe này nó có thể làm được cái gì nhá. Và đây là gói hàng mà Shopee họ gửi cho mình, đơn vị vận chuyển là GNT gửi đến cho mình là Khoa Ninh. Và nội dung hàng đây: tai nghe AirPods Pro True Wireless kèm phụ kiện, số lượng là 1 cái và giá cả ship là 178 nghìn, cực kỳ là rẻ luôn. Rồi, bây giờ mình ra cái gói hàng ra nha. Đây, hộp sắc màu vậy. Sản phẩm này có rất nhiều màu, cho nên cái hộp của nó mới màu mè như vậy. Ở đây mình mua màu trắng, cho nên là sẽ có một cái chấm màu trắng ở đây nha. Mặt sau thì là hình của chiếc tai nghe AirPods này và một dòng chữ là Wireless Charging Case, tức là tai nghe này có khả năng là sạc không dây luôn ạ. Uầy, lát nữa để xem là con này có sạc không dây không nhá. Không siêu sủng gì cả nha. Bên trong ta có đây chiếc tai nghe này AirPods Pro này, ui giống phết nhá. Có một quả siêu màu xanh dương. Rồi bóc quả siêu ra luôn này. Ây dạ ơi, AirPods Pro ta sang bên đã. Nó còn cái gì nào? Bên dưới hộp ta còn một cọng Lightning, một dây cáp Lightning cùng với cả một cặp tít tai nha, chỉ đúng một cặp thôi. Và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Uầy, sách dẫn này có màu kiểu như hàng thật luôn. Uầy, hiện vậy. À không phải một cặp tít tai mà là ba cái tít tai anh em ạ. Hô, khó hiểu kinh. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Cầm lên thì khá là nhẹ và chất liệu nhựa thì có vẻ là hơi bị đục một chút. Mặt trước thì ta cũng sẽ có một cái đèn thông báo ở đây. Đây, đèn này có thể sáng được nha. Đèn mặt trước con này trông nó khá là lởm nhá. Màu cũng sai luôn. Nếu mà ngon lành ý, thì đèn nó phải như này này. Đó, em thấy không? Con này màu sắc đèn rất là chán luôn. Bên dưới cũng sẽ làm cổng Lightning nha. Và mặt sau thì cũng là nút bấm cùng với lại phần bản lề. Tuy nhiên thì phần bản lề này nhìn nó thì khá là cùi nhá. Nói chung hoàn thiện của con tai nghe này khá là kém, cũng dễ hiểu thôi. Có 160 mấy nghìn thì không thể nào mong chờ một cái gì tốt hơn được. Bản lề hoàn toàn bằng nhựa thôi. Và tai nghe thì có đèn nhá. Khá là hay ho. Tiếng đóng mở này và có vẻ như là con này có khả năng mở nắp để kết nối nhá. Hai chiếc tai nghe đây. Thiết kế cũng khá là giống với hàng xịn đấy chứ. Tuy nhiên thì hoàn thiện hơi cùi bắp hơn một chút, phần nhựa thừa vẫn có nhá. Và phần màng loa này. Đó, màng loa trông khá là thường, cũng dễ hiểu thôi mà. Và theo như mà người bán quảng cáo ấy, thì cảm ứng được cái phần lõm lõm này nhá. Nhưng mà có một cái là mình chưa nhìn thấy mic của con tai nghe này ở đâu thì không biết nó có mic không. Thì một lát nữa mình sẽ test kỹ hơn xem là nó có mic hay không nhá. Chung nhá, nếu mà chỉ nói về thiết kế thì con này nhìn khá là giống với hàng xịn. Tuy nhiên anh nghe này. Này, không hiểu có một cái gì bên trong cái kén này nó bị lỏng ra, nó bị rơi ra mà lắc lại ra cái tiếng này. Khá là khó hiểu. Khả năng sạc không dây sao? Mình thử cho cái chiếc tai nghe này vào đây nha. Xem nào. Nếu mà có sạc dây ý, thì đèn này sẽ chuyển đến màu xanh. Không có anh em ạ, khả năng là không có rồi. Không có rồi. Nếu mà có sạc không dây ý, thì nó chuyển màu xanh này này. Nếu mà có ý, nó chuyển lập tức luôn sang màu xanh. Đó, em thấy không? Đây là một tai nghe có sạc không dây, kiểu như vậy. Còn những mẫu mà không có sạc không dây thì nó sẽ đây, chả có thay đổi cái gì cả. Cho nên là việc quảng cáo tính năng là có sạc không dây trên cái mẫu tai nghe 170.000 này là quảng cáo láo nha anh em. Mình thấy quảng cáo là con AirPods Pro Fake 160.000 này nó cũng có khả năng là pop up ở trên điện thoại nha. Bây giờ mới thử bật Bluetooth lên và xem là con này có bắt kết nối thử xem là con này có pop up hay không nhá. Rồi, mở cái nắp này. Đấy, mà nó thật tức đèn sáng luôn. Đây, hiện AirPods Pro ấy rồi. Nhưng mà không thấy pop up nhỉ. Có vẻ là không có rồi, chỉ quảng cáo như vậy mà thôi. Có pop up này, nhưng mà sau phải khoảng tầm 30 giây thì pop up mới lên ạ. Vãi cả trưởng rồi, connect xem nào. Wow, mình mở nắp này ra phải chờ 30 giây nó lên pop up nha. Tuyệt vời. Và đây, ở đây em hiện là ở đây là connected rồi nhưng mà pop up nó đứng im luôn. Chắc là con này bản fake lởm quá cho nên là phần pop up nó chưa được chuẩn chỉ nha. Rồi tắt đi này. Đây, connected rồi này. Đây, đóng nắp vào này. Xem có ngắt được không? Ui, ngắt người luôn ạ. Gần như ngay lập tức luôn. Mở ra này. Không thấy gì nhỉ? Đã kết nối sau khoảng tầm 4 đến 5 giây, hơi chậm một chút và hình như là lại không có pop up rồi. Cuối cùng chờ khoảng tầm 30 giây nhìn trước xem là có hiện pop up lên hay không nhá. Không có pop up anh ạ, không hề có pop up nha. Nó chỉ pop up lên đúng lần đầu tiên thôi. Đây, mình sẽ đóng lại cho các kết nối này. Đóng lại rồi mà.
Đây, phải tầm cũng 4-5 giây sau nó mới ngắt kết nối nhá. Mở lại xem nào. Cũng phải tầm 4-5 giây luôn. Nói chung khả năng tự động ngắt kết nối và tự kết nối con này nó khá là chậm nha anh em. Chậm hơn khá là nhiều so với lại những cái mẫu AirPods trước đây mình từng review. Tuy nhiên cái việc mở nắp để kết nối và đóng nắp để ngắt kết nối thì vẫn hoạt động và pop up thì vẫn hiện lên ở cái lần đầu tiên chúng ta kết nối nhá. Để xem bên trong có đổi được tên không nhá. Đổi được tên luôn. Ui. AirPods Perfect 170.000 đổi được tên. Đây, mình sẽ để là AirP nha. Ok. Đấy, AirP này. Chỉnh được cả tai nghe bên trái, tai nghe bên phải làm cái gì này. Đây, Play Pause này. Bên phải để thử là chuyển bài xem sao. Ui, tự động nhận diện tai này. Tức là con này có vẻ là có cảm biến là tháo tai dừng nhạc nha. Một lát nữa mình test cho anh em. Tuy nhiên trong phần này là không hề có là xuyên âm hay chống ồn gì cả. Và anh em biết được thần kỳ với con tai nghe này gì không? Nó có định vị GPS luôn. Đây nha, vào Find My này. Đây, em thấy không? EP này, mình phải đổi tên đấy. Lãi trưởng ạ, à. Này. Tuyệt vời không? Thử play sound thế nào. Tiếng đang chưa phát được nha. Khi nào kết nối thì sẽ phát. Nhưng mà đang kết nối mà. Đấy, đang kết nối mà. Có vẻ chiếc AirPods Fake này nó chỉ có khả năng là GPS thôi. Nó không thể nào mà phát âm thanh để mà tìm. Đây, tắt đi mất rồi. Không thể nào mà phát âm thanh để mà tìm cái chiếc AirPods này được nhá. Tuy nhiên thì cái việc nó có thể định vị GPS được nó là một cái gì đấy rất là khó tin ở cái tầm giá 170.000 này ấy. Và khi đeo tai trông nó sẽ như này. Đeo không thì cũng không ai biết nó là hàng xịn hay hàng fake đâu, đúng không nào? Tuy nhiên trước khi mình nói về các chức năng nhá, thì con này có vấn đề. Đó là khi mà ta kết nối nó vào với điện thoại máy tính bảng rồi ấy, thì khi mà đeo tai, khi mà không chơi với nhạc gì cả thì nó sẽ phát ra một cái tiếng liên tục. Và cái việc nó cứ phát ra những âm thanh thế nó sẽ gây cảm giác khá khó chịu cho người đeo nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test các tính năng của con tai nghe này nha. Chạm một bên này, đây, chạm vào này. Đó, chạm vào thì clip lập tức chơi tiếp luôn. Và nếu ta chạm một phát nữa này, đây. Đó, chạm một phát là lập tức nó dừng cái clip mình đang chơi luôn. Tiếp tục tai này cũng vậy, chạm một lần là để tiếp tục bài hát hoặc là clip này. Đó, chạm lần nữa là để dừng nha. Đó, chức năng tiếp theo là chuyển sang bài hát hoặc clip kế tiếp hoặc là trở lại cái bài hát mà mình vừa nghe nha. Bây giờ mình chuyển sang bài hát mới đây, mình chạm 3 lần vào tay bên phải nhá. Đây, đó, nó chuyển sang một clip mới rồi. Sau khoảng 1-2 giây thì nó được chuyển, mình sẽ trở lại cái clip vừa sau nha. Đây, chạm 3 lần vào tay nghe bên trái là trở lại cái clip vừa sau. Đó, nó trở lại rồi. Nói chung là con này chỉ có hai chức năng duy nhất là như vậy mà thôi. Ban nãy mình cài là nháy nút vào tay bên trái để gọi Siri, nhưng mà mình có nháy thử và không được nha. Con này này cũng hoàn toàn là không có bỏ tai nghe dừng nhạc. Khi mình bỏ tai ra như này, đấy, clip có thể sẽ chưa tiếp bởi vì là mình chạm vào cái phần cảm ứng ở đây. Còn cái sản phẩm này là hoàn toàn không có tính năng là bỏ tai nghe để dừng nhạc nha. Giữ tai nghe lâu này thì cũng không hề ra Siri hay là cái gì cả nha. Nói chung cũng dễ hiểu thôi, 160.000, 170.000 thì làm gì có nhiều chức năng như vậy, đúng không nào? Và có điều bất ngờ là con tai nghe này mặc dù mình tìm mãi không thấy mic của nó ở đâu, nhưng nó vẫn có mic nha. Đây, em nghe này, mình sẽ bật lên này. Bật ghi âm rồi. Và từ bây giờ, những gì em nghe được hoàn toàn thu được từ mic của chiếc AirPods Pro 170.000 này, mình sẽ đi ra kia nha. Đây. Nhưng mà nếu mà khi ta gọi điện cho cái người đối diện, gọi Facebook, gọi Messenger, thì sẽ nghe ra được kết quả như thế này. Mình sẽ nghe ra được cái âm thanh mình nói là như thế này. Thì không biết là anh nghe thấy cái chất lượng, cái chất lượng âm thanh nó như nào thì sẽ comment xuống bên dưới nhá. Mình cũng không hy vọng quá nhiều vào micro của một con tai nghe tốc mà lại chỉ có 170.000 đâu. Không biết em thấy chất lượng thế nào thì em hãy nói cho mình biết nhá. Về chất âm thì cái điểm mạnh duy nhất của cái con tai nghe này nó là âm lượng của nó khá là lớn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta bật max volume lên thì nó sẽ bắt đầu có hiện tượng rè. Còn ở những cái giải âm lượng thấp hơn thì cái con tai nghe này nó cho ra một chất âm nó tương đối là đục, nó cũng chẳng có bass chép gì đâu. Nghe lâu thì sẽ có hiện tượng là hơi đau đầu. Và nói chung ấy thì cái chất âm thanh của con này nó chỉ để mà chống điếc mà thôi. Về thời lượng pin thì con AirPods Pro Fake 170.000 này nó có thể nghe được khoảng tầm từ 2 tới 3 tiếng tùy vào cái âm lượng mà ta nghe. Nhìn chung thì cái thời lượng này nó cũng tương đối là ngắn thôi. Cái kén này cũng sạc được cho tai nghe khoảng tầm 2 cho đến 2 lần rưỡi. Nhìn chung thì đấy là một thời lượng pin nó khá là trung bình và nó không có gì là ấn tượng cả. Rồi, như vậy là mình đã nghịch xong cái chiếc tai nghe AirPods Pro hàng fake này rồi. Và nhìn chung ấy thì với mức giá 170.000 chúng ta sẽ có được một cái tai nghe có thiết kế rất là giống AirPods Pro. Trừ cái việc là tai nghe này nó có đèn nháy xanh đỏ và chất lượng build thì cũng tương đối là lởm khởm thôi. Bên cạnh đó thì các cái đặc điểm khác như ở chất âm này, thời lượng pin này, khả năng điều khiển con này cũng không hề có gì đặc biệt cả. Cái điểm sáng duy nhất của nó ấy, chắc là thiết kế giống AirPods Pro và khả năng định vị GPS. Không thể tin được là với mức giá 170.000 mà các anh Trung Quốc có thể nhét được tính năng GPS vào một con tai nghe fake như thế này.
Rồi, không biết anh em nghĩ sao về cái chiếc AirPods Pro hàng fake giá 170.000 này thì anh em hãy comment xuống dưới nhá. Nếu anh có bất kỳ ý kiến gì cũng comment xuống dưới luôn, mình sẽ cố gắng là trả lời câu hỏi cho anh em. Ok, thế thôi nhở. Bye bye.